Xin chào tất cả các anh em nha, video này dẫn các anh em tham gia chương trình iGroup nhận token cần Swi. iGroup này khi tham gia các bạn nhận được 100 token cần các bạn. Hiện tại trên sàn dự kiến là sẽ 50 đô cho 100 token cần. Để tham gia các bạn click phần demo tả, bấm nút ta rồi bấm nhấn continue các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm group Chiller và nha. Rồi các bạn join vào, các bạn mới đáp lại nè. Join tiếp kênh Chiller nữa nè. Hai kênh. Rồi bắt đáp lại, rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi. Rồi các bạn điền lại một cái username theo word. Con này nó chưa. Rồi cứ lộn các bạn follow theo word và request sẽ pin bot nha các bạn. Bởi các bạn nhấp vào follow chứ. Rồi các bạn chờ một chút xíu nó chuyển nha, tới mình đến trang chơi đơn tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào theo dõi nè. Mình định cũng không có định làm cái dự án này, nhưng mà mình thấy giao diện của chiếc dự án này khá là đẹp. Rồi các bạn like. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm test lại được. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn mở Tower của mình ra, lấy username Tower của mình nha các bạn. Anh. Rồi, mọi người chơi bot nha các bạn. Follow Tower and iGroup support submit you Tower. Rồi các bạn cũng follow tiếp Tower nha các bạn. Submit you Tower username. Này tới hai kênh seeder trên tay. Rõ ràng. Rồi các bạn theo dõi lên các bạn. Con này nó list sàn nào ta, để mình xuống. Không biết lý sàn nào nữa. Thôi đi về hay tính các bạn ơi. Nếu tôi cần trên sàn, các bạn cũng test lại các bạn. Khi nào tôi cần tôi về mình sẽ hướng dẫn các bạn bán sao các bạn. Rồi các bạn like đi các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lại luôn đi. Rồi các bạn cũng điền tiếp tục username theo word của mình là cộng tại Twitter mình chứ. MMO theo word mới thì tên khó quá các bạn ơi. Rồi subscribe kênh YouTube của nó các bạn ơi. Này, join kênh Chiller nữa nè. Bấm don. Rồi, các bạn muốn join vào các bạn. Con này đã list sàn nào ta? Vâng, vâng. Thôi, rồi các bạn bấm lại. Bắt đáp lại các bạn. Rồi, các bạn bấm don tiếp tục các bạn. Rồi, các bạn bấm balance check số cần tới kiếm được các bạn. Rồi, các bạn bắt nhấp vào địa chỉ ETH. Ui. Rồi các bạn bấm vào mục ETH wallet, các bạn bắt địa chỉ với ERC20 với chút wallet các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với chút wallet của mình ra nè. Rồi. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn sao chép vào nè. Rồi các bạn mở lên cho bot, các bạn gửi vào các bạn. Mình cập nhật ví đi các bạn ơi. Nào nữa nó có phong phối cho mình sao. Send. Rồi các bạn bấm vào ghép link, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tiếp cận nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.